đơn thức với đa thức. Nhân đơn thức với đa thức chẳng khác gì nhân một số với một tổng. A nhân mở ngoặc B cộng C đóng ngoặc bằng A nhân B cộng A nhân C. 1. Quy tắc. Câu hỏi 1. Hãy viết một đơn thức và một đa thức tùy ý. Hãy nhân đơn thức đó với từng hạng tử của đa thức vừa viết. Hãy cộng các tích tìm được. Chẳng hạn, nếu đơn thức và đa thức vừa viết lần lượt là 5x và 3x bình phương trừ 4x cộng 1, thì ta có 5x nhân mở ngoặc 3x bình phương trừ 4x cộng 1 đóng ngoặc bằng 5x nhân 3x bình phương cộng 5x nhân mở ngoặc âm 4x đóng ngoặc cộng 5x nhân 1 bằng 15x mũ 3 trừ 20x bình phương cộng 5x. Ta nói đa thức 15x mũ 3 trừ 20x bình phương cộng 5x là tích của đơn thức 5x và đa thức 3x bình phương trừ 4x cộng 1. Tổng quát ta có quy tắc nhân một đơn thức với một đa thức như sau. Muốn nhân một đơn thức với một đa thức, ta nhân đơn thức với từng hạng tử của đa thức rồi cộng các tích với nhau. 2. Áp dụng. Ví dụ, làm tính nhân, mở ngoặc, âm 2x mũ 3 đóng ngoặc, nhân, mở ngoặc, x bình phương cộng 5x trừ 1 phần 2 đóng ngoặc. Giải ta có, mở ngoặc, âm 2x mũ 3 đóng ngoặc, nhân, mở ngoặc, x bình phương cộng 5x trừ 1 phần 2 đóng ngoặc bằng, mở ngoặc, âm 2x mũ 3 đóng ngoặc, nhân x bình phương, cộng, mở ngoặc, âm 2x mũ 3 đóng ngoặc, nhân 5x, cộng, mở ngoặc, âm 2x mũ 3 đóng ngoặc, nhân, mở ngoặc, âm 1 phần 2 đóng ngoặc, bằng, âm 2x mũ 5 trừ 10x mũ 4 cộng x mũ 3. Câu hỏi 2. Làm tính nhân, mở ngoặc, 3x mũ 3y trừ 1 phần 2x bình phương cộng 1 phần 5xy đóng ngoặc nhân 6xy mũ 3. Câu hỏi 3. Một mảnh vườn hình thang có hai đáy bằng mở ngoặc 5x cộng 3 đóng ngoặc mét và mở ngoặc 3x cộng y đóng ngoặc mét. Chiều cao bằng 2y mét. Hãy viết biểu thức tính diện tích mảnh vườn nói trên theo x và y. Tính diện tích mảnh vườn nếu cho x bằng 3 mét và y bằng 2 mét. Bài tập. Bài tập 1. Làm tính nhân. A. X bình phương mở ngoặc 5x mũ 3 trừ x trừ 1 phần 2 đóng ngoặc. B. Mở ngoặc 3xy trừ x bình phương cộng y đóng ngoặc. Nhân 2 phần 3 x bình phương y. C. Mở ngoặc 4x mũ 3 trừ 5xy cộng 2x đóng ngoặc. Mở ngoặc âm 1 phần 2 xy đóng ngoặc. Bài tập 2. Thực hiện phép nhân, rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức. A. X mở ngoặc x trừ y đóng ngoặc cộng y mở ngoặc x cộng y đóng ngoặc. Tại x bằng âm 6 và y bằng 8. B. X mở ngoặc x bình phương trừ y đóng ngoặc trừ x bình phương mở ngoặc x cộng y đóng ngoặc cộng y mở ngoặc x bình phương trừ x đóng ngoặc. Tại x bằng 1 phần 2 và y bằng âm 100. Bài tập 3. Tìm x biết. A. 3x mở ngoặc 12x trừ 4 đóng ngoặc trừ 9x mở ngoặc 4x trừ 3 đóng ngoặc bằng 30. B. X mở ngoặc 5 trừ 2x đóng ngoặc cộng 2x mở ngoặc x trừ 1 đóng ngoặc bằng 15. Bài tập 4. Đố. Đoán tuổi. Bạn hãy lấy tuổi của mình. Thứ nhất, cộng thêm 5. Thứ hai, được bao nhiêu đem nhân với 2. Thứ ba, lấy kết quả trên cộng với 10. Thứ tư, nhân kết quả vừa tìm được với 5. Thứ năm, đọc kết quả cuối cùng sau khi đã trừ đi 100. Tôi sẽ đoán được tuổi của bạn, giải thích tại sao. Bài tập 5. Rút gọn biểu thức. A. X mở ngoặc x trừ y đóng ngoặc cộng y mở ngoặc x trừ y đóng ngoặc. B. X mũ n trừ 1 nhân mở ngoặc x cộng y đóng ngoặc trừ y mở ngoặc x mũ n trừ 1 cộng y mũ n trừ 1 đóng ngoặc. Bài tập 6. Đánh dấu nhân vào ô mà em chọn là đúng. Giá trị của biểu thức AX mở ngoặc x trừ y đóng ngoặc cộng y mũ 3 mở ngoặc x cộng y đóng ngoặc
tại x bằng âm 1 và y bằng 1, A là hằng số, là: các em kẻ bảng gồm có 2 cột 4 hàng. Hàng thứ nhất cột 1, A. Hàng thứ hai cột 1, âm A cộng 2. Hàng thứ ba cột 1, âm 2A. Hàng thứ tư cột 1, 2A.